Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại chương trình Phong thủy Sa Cát. Lời đầu tiên, thay mặt thầy Sa Cát cùng ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, tài lộc, bình an. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị trong xã hội. Trong tháng 8, đường tài lộc của tuổi Bính Thìn 1976 vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ các tinh nâng đỡ. Những quyết định của tuổi Bính Thìn trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành nhiều thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn. Cụ thể, vận trình của tuổi Bính Thìn như thế nào trong tháng 8 âm lịch? Xin mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, người tuổi Bính Thìn 1976 có mệnh sa trung thổ, có tinh thần cầu tiến, lại chăm chỉ nhẫn nại, luôn tích cực làm việc không quan khó khăn, đầu óc tư duy linh hoạt, nếu tiếp tục nỗ lực thì chắc chắn sẽ giành được thành công lớn. Có điều bỏ dở giữa chừng lại là một trong những thói xấu của người này. Người tuổi Bính Thìn rất lương thiện, dễ mủi lòng, đây là bản tính của họ chứ hoàn toàn không có chút gì giả tạo. Tuy họ luôn có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách mờ nhạt, không rõ ràng, nên thường cuộc sống của họ khá là bình yên và tẻ nhạt. Thực ra người này chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì với tố chất của mình, họ hoàn toàn có thể trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân. Người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 phải xác định đối diện với nhiều khó khăn trong tháng này. Trên phương diện sự nghiệp, bạn dễ gặp phải những tác động từ bên ngoài, dẫn đến tình trạng thiếu tập trung và kiên nhẫn, đặc biệt là khi giải quyết các công việc yêu cầu sự cẩn thận và tỉ mỉ. Để tránh phạm phải sai lầm nghiêm trọng, bạn cần luôn nghiêm khắc với bản thân mình, tự tìm kiếm động lực để cố gắng. Mối quan hệ vợ chồng cũng dễ phải chịu thử thách trong thời điểm này. Bạn cần phải giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, tránh để những lời ra tiếng vào phá hủy tình cảm đôi bên. Cùng với đó, bạn cũng cần tin tưởng vào nửa kia nhiều hơn, thường xuyên trò chuyện, tâm sự đối với đối phương để hóa giải hiểu lầm. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp kỳ âm thổ nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Bính Thìn, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt, tới sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn phía trước. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Bính Thìn cho thấy, xem chừng sự nghiệp vẫn chưa có được sự khởi sắc hay là đi lên. Có thể bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, bạn nên tập trung vào các công việc nhỏ nhưng chất lượng, không nên tham lam ôm đồm quá nhiều việc. Nếu có cơ hội hợp tác hiệu quả với mọi người xung quanh, bản mệnh có thể khắc phục được khó khăn, thậm chí đạt được thành quả đáng ngạc nhiên. Trước khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cần chú ý quan sát tình huống và thái độ của mọi người xung quanh mình, không thể làm việc quá tự do theo ý thích cá nhân vì điều đó có thể gây ảnh hưởng không tốt tới tập thể. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Sa Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Bính Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai về mặt tài lộc và tiền bạc, tháng này tình hình tài chính của người tuổi Thìn sinh năm 1976 không có nhiều dấu hiệu khả quan. Công việc không thuận lợi, kéo theo đó là thu nhập giảm sút. Những khoản thu từ nghề tay trái cũng không đáng là bao. Không những vậy, trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền.
Tuổi Bính Thìn nếu không biết cân đo đong đếm, tiết kiệm để phòng khi cấp bách, thì tiền vào túi rồi lại xa đi, có kiếm được nhiều hơn nữa cũng dễ cháy túi. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Con giáp này cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng, cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân thân Tí Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người tuổi Bính Thìn may mắn không gặp phải các bệnh nguy hiểm, tuy nhiên, do phải suy nghĩ quá nhiều mà tinh thần lại mệt mỏi, dễ bị đau đầu, mất tập trung. Tử vi cho rằng, tháng 8 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Bính Thìn không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn định hơn, bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những vậy, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Các gia chủ tuổi Bính Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Bính Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Theo tử vi năm 2022, tháng 8 âm lịch này, chuyện tình cảm của những người tuổi Bính Thìn bình thường, không khởi sắc nhưng cũng không quá ảm đạm. Bạn vốn là người có cá tính mạnh và sống rất đơn thuần. Bạn là kiểu người thích hành động hơn là lời nói và thường làm những gì mình cho là đúng. Trong tình yêu, bạn là kiểu người hơi bất cần và liều nên đối phương phải tò mò tìm hiểu về bạn. Bạn mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Dù bạn có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Bính Thìn sẽ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Bạn nên dành nhiều thời gian hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình vợ chồng bạn để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm là đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tị thành kim cục, xung mão hình dậu, hại tuất và tí tuyệt dần. Đối với những người tuổi Bính Thìn trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 8 năm 2022, tức ngày 6 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là nhâm tuất, có nạp âm là đại hải thủy. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 8 năm 2022, tức ngày 18 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là giáp tuất, có nạp âm là sơn đầu họa. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Bính Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của bạn và những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Thìn trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 8 năm 2022, tức ngày 5 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 8 năm 2022, tức ngày 17 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao.
hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như sau. Tiến hành động thổ, ngày giờ mưu sinh mới, ngày giờ cưới hỏi. Và để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tự chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người một khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.